Chào mừng các em đến với tiết học đạo đức ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học tự chăm sóc bản thân tiết 3. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần luyện tập. Bây giờ các con hãy nhìn nhé, cô có bức tranh sau. Các con hãy cho cô biết, các con hãy quan sát bức tranh này và cho cô biết là các con sẽ khuyên bạn như thế nào khi bạn chạy ra ngoài đường tắm mưa. Sau khi các con xử lý tình huống này, không biết cách xử lý của các con có giống với ý của cô không? Bây giờ các con hãy cùng nghe ý kiến của cô nhé. Theo cô, các con không nên tắm lâu dưới trời mưa, vì khi đó cơ thể của các con dễ bị nhiễm lạnh và cảm lạnh đấy. Ngoài ra, các con không nên đứng dưới tán cây to khi trời mưa, thường kèm theo sấm sét, dễ bị sét đánh. Các con lưu ý nhé. Bây giờ đã đến phần thứ hai là phần liên hệ bản thân. Các con hãy về nhà và chia sẻ với người thân những việc các con đã làm và chưa làm được để tự chăm sóc bản thân nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thực hành. Các con hãy quan sát trên màn hình nè. Bây giờ cô có những bức tranh sau. Hướng dẫn về cách đánh răng đúng cách. Bước 1. Rửa sạch và làm ướt bàn chải cho một lượng kem đánh răng vừa đủ thích hợp và tiến hành đánh răng. Ở bước 2, chúng ta sẽ chải mặt ngoài của răng. Và bước 3 cũng vậy, chúng ta cũng sẽ chải mặt ngoài của răng. Chải tất cả các răng hàm trên và hàm dưới bằng cách đặt lông bàn chải sát với viền răng và nướu. Chải hàm trên hết xuống, hàm dưới hết lên, hoặc xoay tròn bàn chải đến răng. Bước 4. Chải mặt trong của răng. Chải mặt trong của tất cả các răng hàm trên và hàm dưới bằng động tác chải lên xuống hoặc xoay tròn. Bước 5. Chải mặt nhai của răng. Mặt đặt lông bàn chải song song với mặt nhai của răng. Kéo đi kéo lại khoảng 10 lần. Bước 6. Chải lưỡi. Đặt mặt chải lưỡi lên lưỡi, nhẹ nhàng kéo từ trong ra ngoài khoảng 10 lần. Bước 7. Súc miệng thật nhiều lần để hết hoàn toàn kem đánh răng trong miệng. Rửa sạch bàn chải, vẫy khô, cắm phần lông bàn chải phía trên, phần tay cầm ở dưới. Với 7 bước đánh răng đúng cách, cô hy vọng các con sẽ biết cách chải răng để giúp mình có được hàm răng chắc và khỏe mạnh nhé các con. Bây giờ cô sẽ tiếp tục có 6 bước rửa tay đúng cách. Các con hãy cùng quan sát với cô nhé. Ở bước 1, chúng ta sẽ bơm dung dịch vào lòng bàn tay. Bước 1 là chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ ngón tay. Bước 4, chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Bước 5, chà ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6, chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Với 6 bước rửa tay này, cô cũng hy vọng là các con có thể giữ gìn đôi bàn tay của mình thật sạch sẽ mỗi ngày nhé. Với tình hình dịch bệnh COVID như hiện nay, thì chúng ta cũng cố gắng nên rửa tay thường xuyên để tránh xa virus nhé các em. Bây giờ cô sẽ mời các em, chúng ta sẽ thư giãn sau bài học và xem clip cùng rửa tay nhé các em. 6 bước rửa tay đúng, ta cùng rửa nào. Làm tay ướt, thêm xà phòng, xoa vào lòng chà tới chà lui, chà bên trái rồi chà bên phải, cùng chà đều cho sạch bàn tay. Và bây giờ vào bước số 2, chà bên ngoài cùng tháo kẽ tay, đang bên trái rồi đang bên phải, cứ lặp lại rồi qua bước 3. Lòng bàn tay hãy chà vào nhau, miết thật mạnh kẽ ngón
xong rồi thì tới bước 5. Xoay ngón tay vào lòng bàn tay, xoay ngón cái, xoay đi, xoay lại, xoay bên trái rồi xoay bên phải. Rồi ta cùng làm bước cuối cùng, đầu ngón tay xoay lòng bàn tay, xoay tay trái rồi đổi tay phải. Ta cùng... Như vậy, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hy vọng rằng các em sẽ biết tự chăm sóc bản thân và biết yêu thương chính mình nhé. Về nhà các em sẽ làm ở vở bài tập đạo đức trang 33 và 34, thực hành cách đánh răng và rửa tay đúng cách nhé. Cô xin chào tất cả các em.